Nghe thú triều chuẩn bị đổ bộ vào căn cứ thành phố Long Giang, thuộc hạ vội vàng quay lại hỏi Bạch lão có cần điều chi viện đến đó không. So với thành phố Thánh Quang, nơi đó chỉ như một vùng quê hẻo lánh, lấy đâu ra binh lực chống chọi trong tình cảnh hiện tại. Bạch lão lại bình thản hỏi ý kiến anh em họ Tô trước, mà Tô Lăng Nguyệt lên tiếng đầu tiên. Quy mô chỗ thành phố căn cứ Long Giang chúng tôi là cấp B, vốn dĩ có thể ngăn cản thú triều do một số thú vương dẫn đầu. Lại có thêm sự trợ giúp của anh tôi nữa, trình độ trung bình của chiến sủng sư trong thành phố cũng cao cấp hơn các thành phố khác, sóng thú triều này không cần chi viện cũng đẩy lùi được. Tất nhiên cứ địa của Tô truyền kỳ phải khác bọt những nơi khác, có điều Bạch lão nhào mắt nhắc nhở tình hình rằng thú triều sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay vào lúc này, khó tránh khỏi các yếu tố khác. Tô Lăng Nguyệt khựng lại, lờ mờ đoán ý hội phó bồi dưỡng sư rằng ý của ông là ngoài thú triều ra, chúng ta còn phải đối phó với những thế lực của Bỉ Ngạn trong bóng tối nữa ư? Thông minh đấy, lão ta nhèo cặp mắt thâm sâu nhỏ giọng bảo trước mắt chúng ta chưa biết rõ thế lực của Bỉ Ngạn đã phát triển đến trình độ nào rồi. Nếu bỏ lỡ thời cơ, đợi đến lúc chúng nó hợp binh với thú triều bao vây tấn công, có muốn chi viện cho Long Giang cũng chẳng được nữa. Hướng ánh mắt xuống anh nhân viên, Tô Lăng Nguyệt hỏi còn bao lâu nữa thì thú triều đến Long Giang? Được báo khoảng 2 ngày thôi, con nhỏ trầm tư nghe tiếp. Bây giờ khu hoang dã đang cực nguy hiểm, nếu phải điều binh chi viện nhanh nhất cũng mất khoảng 1 đến 2 ngày, tức là phải mau chóng phát binh nếu muốn cứu thành phố kịp lúc. Trong lúc bầu không khí đang dần trở nên nóng nảy, Tô Bình đột ngột lên tiếng như tạt một gáo nước lạnh xuống cho mọi người từ từ chậm lại đã. Mấy người nghe tôi nói một câu đã nào? Cả Bạch lão và Tô Lăng Nguyệt đều tròn mắt lắng nghe, đúng là nãy giờ Tô Bình chưa hề lên tiếng. Nơi khu đại lục số 43, thành phố căn cứ cấp C vang lên tiếng gõ lách cách của một người trong bộ quân phục quân đội. Lưng anh ta đột ngột cứng đờ khi một kẻ mặc bộ đồ tím bước đến lạnh giọng hỏi, đã gửi báo cáo thú triều cho tổng bộ chưa? Anh ta gục đầu đáp đã gửi rồi với bộ dạng sợ sệt lấm lét, không dám đưa mắt ra đằng sau để đáp lời. Trên màn hình lớn đang hiện ra bản đồ khu vực thông với hoang vực nơi giam giữ tứ vương, nhanh chóng chuyển thành bản đồ các căn cứ thành phố khi có tiếng báo cáo trên hệ thống vang vọng. Báo cáo, phát hiện nhiều quần thú kỹ khu đang tiếp cận Long Giang, thời gian dự đoán thú triều đến nơi là 48 tiếng. Thành phố căn cứ Thánh Quang đã phát lệnh những thành phố gần căn cứ Long Giang có năng lực dư thừa lập tức chi viện cho Long Giang, tuyệt đối không để Long Giang thất thủ. Thế là rất nhanh chóng có tin tức đáp lại từ các căn cứ gần đó rằng họ sẽ cử quân chi viện đến, mặc dù bên Bạch lão không hề đưa ra yêu cầu như vậy. Tên mặc đồ tím vỗ bộp bộp lên vai anh lính khen ngợi, tốt lắm, nhiều thành phố căn cứ hưởng ứng như vậy là được rồi, cậu vất vả rồi. Biết mình vừa làm một chuyện sai trái nhưng không còn cách nào hết, anh lính nghĩ kẻ kia đang vui vẻ, bèn rụt rè quay lại Lý Nhị hỏi, tôi đã làm theo lời anh nói rồi, có thể thả tôi đi không? Một tiếng bếp vang lên rội lại căn phòng chỉ huy căn cứ số 43, tên lính vừa mới hỏi đó giờ chỉ còn là một đống thịt vụ nơi hình bàn tay giáng xuống. Kẻ mặc đồ tím, để mặc bản thân dính máu tung tóe, cất giọng bình thản ấy chà, tiếc quá nhỉ tôi đổi ý mất rồi. Gần lối vào căn phòng vang lên giọng chán trường của kẻ đồng bọn trên những các xác người đã khô quắt. Đúng là lãng phí thời gian mà, còn không bằng qua đây mà vơ vét đi. Ý gã là vơ vét sinh lực của những nhân viên phòng chỉ huy còn sót lại cho đến cạn kiệt, nhưng tên tóc tím chỉ liếc ánh mắt lạnh lùng về phía sau. Gã liếm mép dính máu tươi, khùng khục cười hỏi lãng phí thời gian ấy hả? Tung tin chúng ta sắp tấn công Long Giang là lệnh của Bỉ Ngạn đại nhân cơ mà. Thì biết là thế, nhưng tay tên kia không ngừng lần mò trên thi thể của đám nhân viên trong lúc lên tiếng chống chế. Lệnh của Bỉ Ngạn đại nhân đương nhiên ta cũng biết, cái ta muốn nói là giết mấy tên không có tinh lực này để làm gì, phí thời gian. Con mắt của tên mặc đồ tím kia long lên vẻ thèm khát, từ khi trở thành đoàn viên quân dưới trướng Bỉ Ngạn, gã giết người như ngoáy không hề ghê tay. Nhìn thứ sức mạnh lạ lùng cuộn trào trong lòng bàn tay mình đã đập chết anh nhân viên ban nãy mà nở nụ cười man dợ. Hóa ra đây chính là sức mạnh của cường giả cấp 9, một ý nghĩ thôi đã có thể khiến xương cốt vỡ tan, máu thịt nhầy nhụa. Lẽ nào trước kia người chưa từng mơ ước có được sức mạnh này hay sao? Hừ, tên kia thả cho luồng tinh lực mạnh mẽ tràn ra khỏi cơ thể thay cho câu trả lời. Sao mà nói ngu thế, bây giờ cũng xem như chinh phục được Lam Tinh rồi. Gã cũng như đồng bọn, một phút nhận được sức mạnh mà lập tức lên tiên. Giờ có giết bao nhiêu đồng loại cho Bình Ngạn chế thành tinh thể đi chăng nữa cũng chẳng thấy ngại tay một chút nào. Có giết sạch người đi chăng nữa cũng hoàn toàn chẳng thấy có vấn đề gì cả. Số người bị bọn chúng thủ tiêu, giết hại trong các thành phố căn cứ từ những ngày lén lút đã dần trở thành công khai chất đống cao ngất ngường. Khắp nơi đều là xác người chết, bầu không khí ngột ngạt mùi tử thi. Tin tức nhanh chóng truyền đi khắp mọi nơi rằng thành phố căn cứ cấp C số 43 đang bị quân đoàn Bỉ Ngạn tàn phá, sau một tiếng 14 phút đã hoàn toàn thất thủ. Cùng lúc đó, thành phố căn cứ cấp C số 44, 45, 46 và 57 cũng bị tấn công với mức độ tàn phá tương tự. Người chết nhà cháy khắp nơi hoang tàn chỉ vì đã thất thủ. Những thành trì xung quanh trước đó đã lên tiếng sẽ chi quân cho Long Giang cũng bị thất thủ. Khu vực đại lục dần mất hết phản ứng do bị đám Bỉ Ngạn nhắm vào. Từ đó những trạm bên ngoài giám sát hoạt động thú triều tắt ngúm như nhà mất điện. Chẳng còn ai nắm được tình hình thực tế thú triều đã đi đến đâu, còn cách Long Giang bao xa. Nhưng ai cũng rõ thú triều này bao gồm những hoang thú hết sức hung hãn. Chúng là những bầy đàn khát máu đang đua nhau chen chúc đến nơi có những miếng thịt tươi ngon béo bở. Những bóng người đứng trên nóc tòa nhà đã cháy rực xem trò vui mà đám thú triều bày ra, tuyệt nhiên không hề muốn nhúng tay một chút nào. Toàn bộ đều là cán bộ quân đoàn Bỉ Ngạn mới có thể đi lại tự do vào lúc này. Một tên tóc chĩa lên phía trên hừ lạnh khinh thường, mặc dù chúng ta đến mở đường vì lũ súc sinh này, nhưng cũng không thể thả chúng nó tự sinh tự diệt được chứ. Nhằm nhò gì, tên bên cạnh lên tiếng.
Gã ta có chiến lược cảnh hãn hải thượng vị nên giọng nói tràn ngập vẻ ngạo mạn, một thứ vũ khí rách nát sao có thể khơi lên lòng cảnh giác được chứ? Tất nhiên con dao đâm vào tim kẻ thù phải càng sắc càng tốt. Chẳng biết gã ta nói gì, cũng không cần phải nghe hiểu. Kẻ đứng gần đó tiếp lời bằng một câu hỏi vu vơ. Người ở châu Á chắc chắn đã bị tốc độ thất thủ của các thành phố cơ sở cấp C dọa sợ rồi nhỉ? Anh ta cũng có chiến lược cảnh hãn hải thượng vị, trông chẳng hứng thú gì hết nhưng đoán định bọn họ đều đang hận không thể điều toàn bộ quân đến Long Giang đấy. Tên đầu tiên quay về thảo luận thứ sức mạnh mới, quả thật như Bỉ Ngạn đại nhân dự đoán, các thành phố cơ sở đều cho quân chi viện. Tôi đã nóng lòng muốn tiến hành đến bước tiếp theo lắm rồi đấy. Bọn chúng cứ đứng trên nóc nhà nhìn xuống thành phố bị thiêu rụi mà bàn luận này kia, Bỉ Ngạn đại nhân đã cho chúng ta xuống tay rồi sao? Đương nhiên là thế, dù sao Bỉ Ngạn đại nhân mới là mấu chốt của kế điệu hổ ly sơn này. Hai ngày sau, trùng với thời điểm cảnh báo thú triều đang tràn đến thành phố Long Giang, bọn chúng thật sự đã không còn cách biên giới thành phố xa lắm nữa. Đám thú triều giảm nhẹ tốc độ lại để duy trì số lượng theo bầy, những con có kích thước vừa và nhỏ với tốc độ nhanh nhẹn được đi trước trinh sát. Đằng sau đó là một quân đoàn hoang thú sải cánh bay để hỗ trợ và khoảng một chục hoang thú to xác dữ dằn đi cuối cùng muốn vào thành kiếm ăn. Trên nền trời đỏ rực từ khi nào xuất hiện một bóng hình giống như con người đang tụ tập những đám khí đen tạo thành một hình thể hoàn chỉnh. Trong bộ quần áo truyền thống, Bỉ Ngạn xõa tung mái tóc đen dài của mình, mặt lạnh tanh tự tin hiện ra trước toàn bộ nhân loại. Còn ai ngoài tên trai không ra trai, gái không ra gái đã kích động mọi người vào hoang khu tìm kiếm khoáng thạch nữa. Hóa ra, ngay từ đầu chưa đủ lực lượng, tên này đã khích các thám hiểm giả vào đó để giết lấy tinh thể. Bên bồi dưỡng sư nhanh chóng báo cho Bạch Lão hay thú triều đã đến thành phố Long Giang rồi. Hơn nữa bây giờ quan sát còn có thể thấy được hình dạng con người của Bỉ Ngạn đang đứng trong đám thú triều. Lão gấp gáp ra lệnh thông báo cho toàn quân Long Giang đi, làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu vào. Anh ta thưa vâng một tiếng, mà khi lệnh được ban xuống, ở Long Giang liền vang lên tiếng bước chân rầm rập của cả trăm người. Dù đông nhưng bọn họ tập hợp rất quy củ và nhanh chóng, chỉ mấy phút sau đã chỉnh tề đứng đằng sau bóng dáng quen thuộc. Báo cáo Tô Truyền Kỳ, cấm vệ quân Long Giang đã tập trung đông đủ, xin hãy ra lệnh tác chiến. Đưa mắt dõi ra xa tình hình từ sân thượng trên cao, Tô Bình khẽ khàng nhả ra năm chữ, tiến hành theo kế hoạch. Cấm vệ quân Long Giang là bộ đội do Tô Bình tuyển chọn và huấn luyện trọng điểm từ 6 gia tộc dưới trướng hắn là Tần Chu Đường, Mục Liễu và Diệp. Bỉ Ngạn không ngờ khi thú triều đến vẫn có con người đứng đây sẵn sàng bảo vệ căn cứ. Ánh nhìn hờ hững của nó chiếu xuống tên da trắng đứng bên dưới, xem ra ngươi còn chuẩn bị một nghi thức hoan nghênh cho bổn tôn đấy nhỉ. Tô Bình chẳng hề ngán tên này, ánh mắt ghét bỏ của hắn hướng lên Bỉ Ngạn đáp trả. Đừng nói là hoan nghênh, đến cả nghi thức đưa tiễn người ta cũng đã chuẩn bị xong cả rồi đấy. Bỉ Ngạn à, dự là tiếp theo sẽ diễn ra trận đấu long trời lở đất giữa hai thế lực cực kỳ mạnh mẽ.